Hello, Lê Toàn xin chào tất cả đại gia đình nhá. Đấy, hôm nay mình sẽ làm cái món gọi là mì tôm nấu thập cẩm. Đấy, bây giờ mình vào mình xào xúc xích với cả chả chiên. Đấy, xong là làm cái món mì tôm nấu thập cẩm. Đấy, siêu cay. Đấy, mình sẽ mời cả nhà thưởng thức cùng với cả Lê Toàn nhá. Bây giờ mình vào mình chế biến luôn nhá cả nhà nhá. Nồi lửa lên đấy, cho tắt đây, dầu ăn đây, xúc xích bây giờ mình cắt ra cả nhà đấy, để mình cho mình chiên. Còn đây là chả này đấy, nhặt thả này vào này. Đặt hết đi, nó hết được đi, này nó cháy đấy. Em mình chiên cái này nó vàng cả nhà. Mình chiên cái này xong mình sẽ chuyển sang chiên cái chả. Chiên chả xong là mình cho mì tôm nấu thập cẩm luôn. Đấy, hôm nay ăn cái món gọi là mì tôm nấu thập cẩm xúc xích chả chiên siêu cay. Nhà mình làm nói chung là nó như nào mình ăn nó ngon là được không. Để chín rồi, cái này chín rồi, mình gắp cái này ra là bắt đầu mình mới chiên cái chả cả nhà. Xúc xích này nhìn to nhỉ, cay cả nhà. Bây giờ mình sẽ chiên chả, gạt xuống, múc xuống nhẹ nhàng thôi. Đấy, mình chiên làm hai mẻ đi. Anh cho tất rồi, cho tất này, đầu bếp Tiến chiên chào nhà. Đấy, chào nhà. Đang gọi là thể hiện cái món gọi là chả chiên giờ nó vào rồi cả nhà. Và cái này là mình là được là cả nhà. Đấy, mà tí mình cho mì tôm mà mình đun nấu nên là mình cho đủ cái này, tất cả cái này vào là mình làm cái món này gọi là thập cẩm luôn cả nhà. Thập cẩm mì gọi là siêu cay. Đấy, nhưng mình cũng sẽ không cho cay vào trong lồi. Đấy, mình sẽ ăn cay là mình sẽ cho ngoài cả nhà. Đấy, bởi vì là có các cháu này sợ ăn cay quá ngoan được. Nên Toàn thì ăn được cay, cay càng cay càng tốt cả nhà. Ớt ngâm đấy, ớt muối đấy, ăn cay cho nó đã. Đấy, bây giờ mình sẽ múc ra cả nhà. Chín nấu cổng như là viên bi. Hấp dẫn thế. Đấy, giờ bi một viên ra ngoài. Bây giờ mình sẽ cho nước vào để nấu. Đổ vào đi. Đấy đi, thoải mái đi. Nước đi, cho nữa. Nữa nước này nhỉ, tí nữa. Đó. Nấu nhiều mì tôm này mình phải cho nhiều nước cả nhà. Bây giờ mình cho bột canh vào. Đấy. Quá tuyệt vời cả nhà. Đây mình đang chế biến cái nước dùng với cả nhà. Bây giờ mình công đoạn mình thả mì vào cả nhà. Đấy. Này nó sôi nên là ăn luôn được rồi. Đấy, nhưng mình bây giờ mình sẽ cho nó chín thêm chút nữa là ăn. Đây nhỉ, làm gọi là mì gọi là nấu là thập cẩm.
Rồi bây giờ cho xúc xích vào. Nó tan thì nữa cho xúc xích vào. Cho xúc xích vào tí nữa. Để bây giờ chín rồi mình cho xúc xích với các thứ vào nha cả nhà nha. Mời cả nhà thưởng thức cũng gần đây toàn nhá. Rất chi là tuyệt vời ông mặt trời. Chào bây giờ. Đấy, ai cháu chào cô chú. Đấy, bây giờ mình mở xong rồi cả nhà. Bây giờ cái mì tôm thập cẩm. Đấy, mình nấu thập cẩm cả nhà. Đây mình nấu thập cẩm nhá. Đấy, xúc xích với cả chả chiên. Đấy, mấy rau củ quả các loại đấy mình mời cả nhà vào thưởng thức cùng gần đây toàn nhá. Đấy, mình ăn cho nó tẹt bồi thôi. Tuyệt vời luôn. Bây giờ mình sẽ múc nước cả nhà. Nước này để cái này để mình tưới vào. Giờ có chưa nước cho cháu? Có chưa? Ôi mời thì cháu mời trước đi thôi. Mời cả nhà. Cả nhà ăn thưởng thức món gọi là mì gọi là siêu cay cả nhà. Như mình siêu cay của mình là mình vẫn phải có cái lọ ớt ngâm này cả nhà. Đấy, ớt muối này. Mình vẫn phải có cái này. Đấy, siêu cay này, siêu cay của các của cháu luôn cả nhà. Mình siêu cay cái loại ớt muối này. Đây cứ phải loại này mới cay cả nhà đấy. Cái này mới tuyệt vời ông mặt trời luôn. Thôi ăn đi cháu, ăn đi. Cháu ăn đi, Tiếu ơi. Ăn đi cho nó nóng. Mình phải làm một ly để cho nó ăn cho nó ấm bụng. Mời cả nhà nha, thưởng thức của mình đi toàn. Ai da, ngon đấy. Ngon quá. Tôi bán một miếng chanh. Cái hàng này nhiều hàng tí. Ăn. Ăn mạnh lên. Mà nhiều lắm. Bắp chanh à? Bó mạnh lắm, bắp chanh mạnh lắm. Bán vào bé Hằng. Mời cả nhà dùng bữa sáng cùng với Lê Toàn nhé. Bữa sáng còn là ăn mì thập cẩm. Đấy. Xúc xích chả chiên. Ớt à? Ngon. Tôi thích to quá, cháu lấy tay cho móc cho ăn nhanh. Ăn đi cháu. Ngon. Rượu ăn ngon đấy, nở cao này ăn ngon. Xúc xích này. Xúc xích ngon quá. Ngon. Về bát này ăn. Tuyệt vời. Mời cả nhà nhé, ngon. Ăn sáng bình dân. Một chảo mì thập cẩm. Quá bình dân này nhỉ. Ớt một cành thôi. Ngon quá.
Ngon không? Cái rượu ngon. Ngon nhỉ. Hai cái. Được. Ăn này chắc. Lắm nhiều mì ăn đó. Mình ăn thêm bát nữa rồi, hết bát rồi. Mình chắc ăn là hai tô này là vừa thôi cả nhà. Đấy, đá hàng với rượu một tô ấy, no. Đúng không? À, ăn hai tô, no. Nóng quá. Nóng ạ. Cả chiên ngon lắm. Chưa lớn mặt trời. Ăn này nó mới đã đời của tá điểm này nhỉ. Nó mạnh rồi. Được, bé Diệu ăn giỏi đấy, ăn nó gần hết bát rồi. Đấy, ăn nghe đúng cách kìa nhỉ, gắp vào xìa xong là mút. Ăn rất đúng cách, mình là cứ hút cả bát luôn, cả nhà. Anh Tiến gắp cho lấy vào mì nha. Đấy, cá mì quá, lắm nhiều à. Ăn là no. Ăn này chưa đỡ phải ăn cơm. No này. Em mình chia sẻ ăn sáng này cả nhà. Đấy. Ăn sáng này trưa này không biết ăn được không. Xích. À, nghĩ à. Nên làm bát mì siêu cay. Ăn này ăn trưa luôn cả nhà. Rôn. Bà là bà đi cấy rồi. Ngon quá. Xin mời cả nhà. Chưa tí nữa. À, vừa nắm chim đến lắm, nắm chim quê đến lắm. Cái cảnh trên nó phải thế, đậu xuống nó phải gì vào. Ui rồi, rượu ăn khỏe thế, ăn ngon thật đấy. Cả nhà. Bé rượu ăn rất tốt. Ăn này chưa không phải ăn cơm rồi, no. Mình ăn này là ngang ngừ cả nhà. Xin mời cả nhà. Chị ăn nó đây. No rồi.
Ai mở gì nữa. Hôm nay nên toàn là chia sẻ cái món gọi là mì tôm gọi là nấu thập cẩm đấy cả nhà, xúc xích với cả chả chiên đấy, coi như là mình đã triển khai bây giờ ăn gần hết rồi cả nhà. Thôi bây giờ mình video quan trọng là mình quay các thứ nữa cả nhà. Đấy, mình sẽ hẹn cả nhà sang clip tiếp theo, mình sẽ ra được những clip chia sẻ về những cái món ăn khác để gửi tới tất cả cả nhà xem. Đấy, mọi người xem thì thấy hay thì ủng hộ cho Lê Toàn, đăng ký cho mình một like và một chia sẻ để mình có thể ra những clip tốt nhất. Đấy, Lê Toàn cảm ơn đại gia đình rất chi là nhiều. Đấy, xin chào cả nhà, xin chào cả nhà nhá. Chào cả nhà. Hẹn cả nhà sang clip tiếp theo nhá. Chào cô chú. Đấy, hai cháu chào cô chú.